Tìm đâu được nhà liền kề, ngõ thông giá rẻ lại về ở ngay. Sổ đỏ chính chủ, pháp lý đầy đủ, hỗ trợ banh 80%. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu một căn nhà cực kỳ hợp lý với ngõ thông, đường rộng, ô tô có thể đi qua nhà, vị trí thì xuất sắc, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Căn nhà đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở. Với cái thông số nhà, diện tích là 30,1m², thiết kế và xây dựng 4 tầng ra sao. Đây là phần ngõ thông, thiết kế chỉn chu, hoàn thiện. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn, bên trong là lớp cửa đây, nhôm hệ Việt Pháp. Với cái thiết kế của cái căn nhà này rất là hợp lý với một cái diện tích 30,1m. Hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người ạ. Mặt tiền của ngôi nhà 3m, thiết kế như sau. Mời mọi người theo em vào phần tầng 1 cụ thể của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là nơi để xe. Đó là cái vị trí để xe mọi người ạ. Với cái phần hoàn thiện căn nhà này thì phần phòng khách thiết kế gác lửng hiện đại, một lát nữa Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới mọi người. Vị trí căn nhà này nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với một cái căn nhà ngõ thông diện tích như thế này, hoàn thiện chỉn chu, giá chào bán rất là hợp lý, 2 tỷ 500 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Và với cái giá trị căn nhà này, quý vị chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 2 tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay nha. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, được hoàn thiện xong hết rồi, chỉ việc xách vali về và ở thôi. Mặt bếp thì là ốp đá, toàn bộ là đá đen granite. Với cái phần hoàn thiện tủ bếp ở đây thì là thiết kế chỉn chu hết rồi. Gỗ ở đây đây mọi người ạ, nó là gỗ an cường, chống cong vênh mối mọt. Với cái phần hoàn thiện xung quanh bếp là ốp kính ốp bếp. Ở đây thì cái hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ, công tơ riêng biệt. Đó, đây, điện nước thiết kế đầy đủ rồi, quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Vị trí của nó gần với lại trục đường quốc lộ 6, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với một số trường đại học lớn như trường đại học Phenica, gần với lại trường đại học thể dục thể thao. Xung quanh thì có những cái gì ạ? Gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với lại ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với lại trung tâm hành chính quận. Nói chung trong phạm vi bán kính, nếu như quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông thì căn nhà này là một căn nhà thiết kế rất là hợp lý. Và cái giá bán cũng vô cùng chỉn chu vậy mọi người ạ. Cái giá bán cực kỳ hợp lý so với một cái căn nhà 4 tầng thiết kế đầy đủ như thế này. Tầng 1, một phòng vệ sinh, để xe, phòng bếp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là cụ thể chi tiết đường, hướng, giá, vị trí của căn nhà. Mời người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi, phòng khách của ngôi nhà này thiết kế gác lửng hiện đại. Và đây chính là phần phòng khách, được thiết kế toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, rất là hợp lý. Giữa cái phần phòng khách và phần cầu thang thì ở đây có một cái vách lam gỗ để ngăn cách, cũng như là có một cái tủ nho nhỏ ở đây mọi người ạ, để có thể để đồ vặt ở phòng khách. Hợp lý đúng không ạ? Và thiết kế theo kiểu hệ dẫn cấp bậc cầu thang để đi lên một cái căn phòng ngủ ở phía trên đây. Hướng nhà Tây Nam, đây là cái căn phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây mọi người nha, đầy đủ cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Với cái căn phòng ngủ này thì nó khoảng tầm 10m². Nói chung là với cái thiết kế cũng khá là vuông vắn để mọi người có thể dễ dàng kê cái đồ nội thất ở bên trong căn phòng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim. Đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Tầng 2 còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng về bồn cầu, hệ thống sen tắm, lavabo bàn đá. Lavabo. Cửa nhà vệ sinh đây. Và Ngọc Ánh xin mời người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ trước và sau mọi người ạ. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ ánh sáng chiếu vào trong ngôi nhà.
xung quanh khu dân cư vô cùng đông đúc. Với vị trí căn nhà này thì gần với chợ trường Phường Trạm, cách với trường mầm non nó khoảng tầm 100m, cách với chợ dân sinh nó khoảng tầm 400m, nói chung là ngập tràn tiện ích. Quan trọng nhất nó là vị trí, và quan trọng tiếp theo nó là cái giá bán nó phù hợp với cái vị trí mọi người ạ. Đó, phòng ngủ ở phía bên trong. Đây. Nói chung có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị như thế. Với cái căn nhà này thì có một chút chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa là có thể xong hết rồi. Còn đâu thì những cái phần hoàn thiện cơ bản là đã đầy đủ. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Công năng sử dụng đáp ứng theo từng tầng. Và phần còn lại, tầng cuối cùng của ngôi nhà, xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người đây rồi. Thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào ạ? Trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế một cái phòng riêng để làm phòng thờ, phòng ngủ. Cái này tùy công năng sử dụng của quý vị theo từng tầng. Đó, đây là phía tầng 4, một phòng riêng. Phòng nào cũng vuông vắn, phòng nào cũng đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng. Tiếp theo, hoặc mọi người ạ, hoặc mọi người ở đây Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn, ở đây cũng có một cái ô nho nhỏ, quý vị có thể thiết kế làm bàn thờ treo ở trên này cũng được. Thì cái phòng này mọi người có thể để dành riêng làm phòng ngủ. Như vậy với căn nhà này là có 4 phòng riêng rồi. Phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây mọi người nhá. Đó, hệ thống ống thoát nước này, ổ cắm và sân phơi đây, vô cùng thoáng. Ngọc Ánh xin nhắc lại với cái căn nhà này, diện tích 30,1m², hướng nhà là hướng Tây Nam, giá chào bán 2.500.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.